Kính thưa anh Tấn Dĩ, kính thưa Mạnh Thường Quân. Em quay đây á, em xin Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho em. Ấp em nay khổ lắm, ấp An Thái, Mỹ An, Hưng A, Lấp Vò, Đồng Tháp. Em đi đây là gia đình của Thím Sáu, chú Thím Sáu. Đó, chú Thím Sáu. Ông bệnh nay cũng mấy năm trời rồi. Đó, cái mùa dịch này còn khó khăn thêm nữa. Đó, em quay cái này á, anh với Mạnh Thường Quân giúp được. Giúp đỡ cho chú Thím Sáu phần nào. Đang đi đây căn hộ số 2. Căn hộ này của bà Sáu. Bà Sáu này ông bà cũng bệnh lâu rồi anh ơi. Đó, anh quay đây là nhờ anh với Mạnh Thường Quân giúp cho bà. Bà sống đây có hai bà cháu à. Đó. Cháu thì bán vé số. Bà thì bệnh tai biến, bà đi không có được. Đó. Nhà của bà nè. Đó. Đây căn hộ thứ 3. Hai bà cụ già. Hai ông với chồng. Bà ba đâu rồi ba? Ba ơi. Con à. Đây. Đâu mà hai vợ chồng sống nhau, hai vợ chồng già đó, mùa Covid này không bằng gì ra tiền hết trơn á đó. Đó, anh mong anh với Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho hai vợ chồng với ấp em nè. Ấp em đây cũng khoảng cỡ 10 hộ nha anh đó, em nhờ anh đó. Ông ba đâu rồi ba? Ông ở trời đây. Khổ quá trời luôn rồi mùa Covid này đó. Em đang đi căn hộ thứ 4. Bà ba ơi, có nhà không bà ba ơi? Đó. Bà ba đây, bà sống của mình nha anh. Đó. Em quay đây gồm anh với Mạnh Thường Quân giúp đỡ giùm ấp em với. Ấp em có khoảng 10 hộ. Đó, bà ba đây, bà sống một mình mà cũng bà tàn tật nữa. Đi đứng cũng không được như người ta. Đó, em quay cái này có anh giúp đỡ cho ấp em phần nào. Em cảm ơn nhiều. Bà sống đây có một mình hả? Nè, bà nói cho người ta cút dưới cút chợ mình đi. Cút Mạnh Thường Quân gì đó. Mà Mạnh Thường Quân ra tại đây giúp đỡ cho mơ cho mình. Giúp đỡ cho mà cho giúp cảm ơn. Em đi tới đây gia đình của hai đứa em. Út có nhà không Út? Có. Đây hai đứa em này nhờ vô nhà cửa nè anh ơi. Quá trời luôn rồi, nước mưa nó vô đầy hết trơn rồi. Nè. Hai chồng em cũng nhờ các Mạnh Thường Quân trong nhà ngoài nước giúp đỡ cho hai chồng em trong mùa dịch này. Cũng khổ quá anh ơi. Gia đình mà không bằng gì ra tiền hết trơn á. Quá tội nghiệp rồi anh ơi. Nhớ nhờ anh với Mạnh Thường Quân giúp cho hai vợ chồng em đó. Ở nhà coi nè, anh thấy không, quá trời luôn, nước mưa tràn vô nhà luôn. Đó, qua căn hộ thứ 2. Bà ba bực có trang vô bà ơi, con đến đây là con quay cho các Mạnh Thường Quân cứu trợ cho mình, giúp đỡ cho mình. Đây là căn hộ của bà ba. Bà ở với người con, với đứa cháu. Đó, chồng thì đi mạng xa rồi. Rồi không bằng gì ra tiền hết trơn á. Đó, mong anh với Mạnh Thường Quân giúp đỡ giùm cho gia đình này. Có Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho em. Nhờ Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho em, nhà có bà mẹ già với con đi học không có tiền. Mùa dịch này. Khó quá trời của anh ơi. Anh giúp đỡ được cho giúp đỡ. Em cảm ơn nhiều lắm. Bà già, con với đứa cháu trai đâu rồi? Ba, mà không biết có ở nhà hay không. Bà Năm có nhà không ạ? À? Hả?
Bà Năm có nhà không? Không. Rồi bà đi đi vắng rồi anh ơi. Này khó khăn quá trời luôn rồi, nhờ anh với Mạnh Thường Quân giúp đỡ giùm. Bà nói giùm. Mạnh Thường Quân gì đó. Nhờ Mạnh Thường Quân cộng đồng rồi người ta giúp đỡ cho mình. Hoàn cảnh quá khổ. Mà không có mùa dịch này đâu có bằng buôn bán gì được đâu. Nhờ mấy ông giúp đỡ giùm có gạo đồ nuôi mấy đứa cháu. Nhờ Mạnh Thường Quân đồ cô bác anh chị đồ gần xa giúp đỡ giùm cho tôi, gia đình tôi hoàn cảnh tôi khó khăn quá khổ, tôi bệnh nữa. Không có gạo ăn nữa. Không có tiền. Nhờ cô bác anh chị gì đó ở xa. Ở đây đi quay cũng khó khăn quá, không anh thông cảm giùm với các Mạnh Thường Quân, em không có được quay đi được xa được tại ta căng dây hết rồi. Đó, cũng dùng thông cảm giùm em, có giúp được thì giúp, em cảm ơn nhiều. Đó. Nhờ anh chị em đó. Rồi chào em ha. Rồi dạ. em đứng yên chút xíu ha, đứng yên đừng có lắc cái máy nhiều rồi anh coi không được nha em nha. Dạ. Rồi trước hết là em giới thiệu về mình cho anh được biết ha, tên em tên gì ha. Dạ. Dạ em tên Fatima anh. À Fatima. Em, dạ đúng rồi. À vậy là em hiện tại người... em sống ở em là người Chăm. Dạ. À vậy hả, người Chăm. Người Chăm vậy rồi em dạ. Em về đây, em di dân về đây hay là em lấy chồng về đây? Dạ không, em ở An Giang á, em xuống đây em đi làm ăn ở đây. À đó, vậy em tạm trú ở đây. Dạ. Vậy thì dạ. Em tạm trú ở đó. Dạ đúng à, rồi. Rồi em có mấy người con rồi? Dạ em có 3 cháu anh. À rồi công việc hàng ngày dạ. của em là công việc gì? Em á, lúc chưa có bệnh thì em đi hái ớt này kia anh. Còn xã em thì đi bơm cát cho người ta. Ủa rồi em bệnh gì? Chồng em hả? Em bệnh gì? Em nói khi em chưa có bệnh thì đi hái ớt gì đó. À lúc đó ông xã em á, chưa có bệnh em đi hái ớt. Mà à. Từ anh bệnh té một cái huyết não á. À. Em không có đi hái ớt với một cú ít nữa. Vậy đó em ha. Dạ. Vậy thì những cái hộ gia đình á mà em quay hồi nãy đó là gần bên xóm em hả? Gần nhà hả? Dạ đúng rồi anh, ở gần nhà em nè. Nhiều người khổ lắm anh ơi. Dạ. Mà em chỉ xin là 14 phần. Dạ, em giúp cho người ấy. Dạ. Rồi em có xài số tài khoản chứ đúng không? Dạ có anh. Rồi em gửi cái dạ, số có. Tài khoản cho anh. Vậy thì 14 dạ, phần không? Là anh gửi cho em là 5.2 triệu. Mỗi dạ. Mỗi phần quà là trị giá là 300.000 đồng nha em nha. Dạ dạ. Rồi dạ, em, dạ. Em mua nhu yếu phẩm á, mua gạo thóc này kia đó rồi em phát cho bà con nha. Dạ dạ, thì thay lời bà con em cảm ơn anh nhiều. Dạ. Ok. Vậy đi em nha. Okay. Dạ em cảm ơn nhiều. Rồi chào dạ. em ha. Chào anh. Nói ra vợ chồng cưng nghe, cái này là phần quà của anh Tấn Duy với Mạnh Thường Quân đó, hỗ trợ cho vợ chồng cưng là một phần quà là trị giá là 300.000 đó. Cưng có gì là đến gửi đến anh Tấn Duy với Mạnh Thường Quân không? Cho em cũng thay mặt Mạnh Thường Quân trong nhà ngoài nước chứ anh Tấn Duy cũng cảm ơn nhiều. Đây là một phần quà của anh Tấn Dĩ và các Mạnh Thường Quân gửi cho gia đình Thím Sáu. Đây một phần quà là trị giá là 300.000 đó. Rồi chú Thím Sáu có vài lời nhắn nhủ gì không? Cảm ơn tài trợ của Mạnh Thường Quân, rất cảm ơn nhiều. Đây em cũng đến gia đình của chị, là cái phần quà này là của anh Tấn Dĩ và Mạnh Thường Quân gửi đến gia đình mình là phần quà là trị giá là 300.000 nha chị. Đó rồi chị có gì nói với Mạnh Thường Quân với anh Tấn Dĩ không vậy? Cảm ơn anh Tấn Dĩ và Mạnh Thường Quân giúp đỡ gia đình em. Hộ thứ tư của bà Sáu. Bà Sáu, con đến đây làm thay mặt anh Tấn Dĩ các Mạnh Thường Quân gửi cho bà một phần quà là trị giá là 300.000. Đây là gạo. Bà có gì phát biểu với Mạnh Thường Quân không? Cảm ơn hay gì đó? Cảm ơn đây đến là căn hộ thứ năm của Thím Năm đây. Hôm qua em quay không có Thím Năm nhà Thím Năm. Cái này là phần quà của anh Tấn Duy
với các mạnh thường quân, gửi cho thiếp năm một phần quà là trị giá là 300.000. Đó, thiếp năm có gì nói với mạnh thường quân không? Tôi rất cảm ơn chú Tấn Dĩ đã hỗ trợ cho tôi phần quà, tôi rất cảm ơn nhiều mạnh thường quân. Rồi, cái phần quà này là của anh Tấn Dĩ với mạnh thường quân trao cho gia đình của em, là một phần quà đó là trị giá là 300.000. Đó, anh cũng Cưng có muốn gì nói chơi với mạnh thường quân không? Cảm ơn mạnh thường quân cái phần quà. Cái phần quà này là của anh Tấn Dĩ với mạnh thường quân gửi cho gia đình mình nghe chú hai. Đó, là một phần quà này là trị giá là 300.000. Đó, chú có gì nói với mạnh thường quân không? Của anh Tuấn Vĩ và các mạnh thường quân gửi cho gia đình em. Đó, em có gì nhắn gửi không? Em cảm ơn nội. Cảm ơn mạnh thường quân trời. Em cảm ơn mạnh thường quân. Cảm ơn mạnh thường quân. Rồi. Ôi trời, ông nội. Đây là cái phần quà này là anh Tuấn Vĩ với mạnh thường quân gửi cho mình nha bà ba. Ừ. Cái phần quà này giá trị nó là 300.000 đồng. Đó, gửi cho bà. Rồi bà có gì gửi đến mạnh thường quân không? Cảm ơn mạnh thường quân. Vậy thì cảm ơn mạnh thường quân với chú Tấn Vĩ chưa đó. Chú Tấn Vĩ về cho cái đó là cũng cảm ơn. Đây con đến đây là con gửi quà cho bà là của anh Tuấn Vĩ và các mạnh thường quân gửi đến cho gia đình mình, một phần quà là trị giá là 300.000. Đó là phần gạo. Bà có lời gì muốn gửi cho mạnh thường quân không? Nó lớn lên bà. Nói à. Cảm ơn rồi, mạnh thường quân. Cảm ơn mạnh thường quân giúp đỡ tôi cũng cảm ơn. Đây có một phần quà của anh Tuấn Vĩ nha, chính gửi cho gia đình mình là đó là gạo đồ, đó là một phần quà, đó là trị giá là 300.000. Đó, chính có gì là gửi cho mạnh thường quân không? Thì có, đây cũng nhờ mạnh thường quân cũng giúp đỡ cho tôi, mà tôi cũng cảm ơn mạnh thường quân với Tuấn Vĩ. Quà này là của anh Tuấn Vĩ gửi cho gia đình mình với mạnh thường quân nha bảy. Đó, gửi cái phần quà này là trị giá là 300.000 đồng. Bảy có gì nhắn gửi anh Tuấn Vĩ và mạnh thường quân không? Vậy em cảm ơn anh Tuấn Vĩ giúp đỡ gia đình em. Em cảm ơn anh mạnh thường quân. Gửi chút sức khỏe đi. Gửi chút sức khỏe anh Tuấn Vĩ. Có sức khỏe lộng phước cho người khác nữa. Rồi. Em chào anh Tuấn Vĩ, em chào các mạnh thường quân. Em thay mặt đó, các bà con ở đây á, cảm ơn anh với các mạnh thường quân rất nhiều. Em chúc cho anh với mạnh thường quân được nhiều sức khỏe. Rồi, rồi anh ơi. Quý vị xin chào các cô chú và các anh chị thân mến. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa xem qua buổi trao quà của một nhóm cô chú anh chị là ở tại huyện Lấp Vò của tỉnh Đồng Tháp. Thì theo như chia sẻ của cô em gái này thì cô nói rằng là cô là người ở Châu Đốc An Giang, cô là người dân tộc Chăm, xuống sinh sống và làm việc ở đây nên là thấy bà con ở lối xóm đang còn gặp khó khăn nên cô đứng ra làm trưởng nhóm để trình bày. Thì cô cũng đã ghi nhận những cái hoàn cảnh rất là khó khăn nên là vừa rồi đó thì Tuấn Vĩ xin thay mặt cho Mạnh Thường Quân để gửi tới cho nhóm với số tiền là 4.200.000 đồng. Thưa quý vị, trong 4.200.000 đồng này thì Tuấn Vĩ xin trích ra của 4 nhà hảo tâm là 4 triệu, còn 200.000 đồng thì Tuấn Vĩ xin được góp phần chút đỉnh để giúp cho bà con cái số tiền lẻ. Tuấn Vĩ xin được trích cái số quỹ của chị Phụng Trần nè và chị Richa Trần nè, Richa Nguyễn. Đây là hai chị trong một nhóm, hai người là 2 triệu đồng, và chị Loan Nguyễn và cô Nguyệt cũng là 2 người trong một nhóm, tức là 4 người 4 triệu đồng. Thưa quý vị, Tuấn Vĩ rất là biết ơn tới các cô chú Mạnh Thường Quân đã quan tâm và giúp đỡ trong cái quỹ từ thiện để hỗ trợ cho bà con trong mùa dịch. Giờ đây thì Tuấn Vĩ xin được ít phút để bày tỏ cũng như là để hướng dẫn cho cô chú anh chị nếu ai chưa biết đăng ký để mà nhận cái hỗ trợ gạo thì Tuấn Vĩ xin giới thiệu thêm. Bởi vì trong thời gian gần đây thì Tuấn Vĩ thấy rất là nhiều cuộc gọi cũng như là rất là nhiều tin nhắn của cô chú anh chị là mong được sự giúp đỡ về lương thực thực phẩm.
Nhưng vì Tuấn Vĩ nhiều quá nhiều việc nên Tuấn Vĩ không thể nào mà ngồi trả lời tin nhắn được, và Tuấn Vĩ đọc ở nơi đây để cho quý vị hiểu và quý vị làm theo. Thì quý vị muốn trình bày thì trước tiên là Tuấn Vĩ nói vào cái thời điểm này là Tuấn Vĩ chỉ làm việc theo từng nhóm, làm việc với từng nhóm để phát gạo cho từng nhóm mang tính cộng đồng. Một nhóm như vậy là Tuấn Vĩ có thể hỗ trợ được cho cả 10 phần, 10 hoàn cảnh. Chứ Tuấn Vĩ chưa có thời gian để mà làm việc với từng người, cho nên giúp đỡ cho từng người là không có thời gian để làm điều đó. Và làm việc theo từng nhóm thì nó hiệu quả hơn và nó nhanh chóng hơn. Một nhóm như vậy có thể là vài chục phòng trọ, 30, 10, từ 10 phòng trọ đổ lên. Đó quý vị, cho nên là nếu ai mà muốn trình bày cá nhân thì mong quý vị thông cảm, vào thời điểm này Tuấn Vĩ chưa giúp được. Và cái cách trình bày theo từng nhóm là như sau. Cách trình bày theo từng nhóm là như sau. Thưa quý vị, Tuấn Vĩ hôm nay cũng bị cảm cảm đó. Là nếu quý vị muốn trình bày theo từng nhóm, ví dụ như nhóm trọ hay là trong xóm của quý vị, trong ấp của quý vị, thì quý vị hãy quay một đoạn video rồi quý vị gửi tới cho Tuấn Vĩ. Cách quay video thì quý vị đặt ngang máy như thế này, chứ quý vị đừng có đặt đứng máy. Sau đó là quý vị gửi tâm tư của mình vào cái đoạn video đó. Ví dụ như là chào cô chú anh chị, tên em, tên mình là Nguyễn Thị A, Nguyễn Thị B gì đó, là mình đang còn ở huyện nọ, xã kia, ở đây thì hiện tại đang còn gặp khó khăn như thế nào. Thì quý vị hãy cùng gửi cái tâm tư của mình vào đoạn video đó, rồi hỏi những người xung quanh, ví dụ như là chào cô Sáu, tôi đang quay cái đoạn video clip này rồi để gửi lên cho Mạnh Thường Quân. Rồi cô Sáu đang gặp khó khăn như thế nào, cô Sáu có thể trình bày thêm được không? Thật ra thì càng nhiều người nói thì nó cái tính khách quan nó càng cao. Còn một mình nói thì đôi khi là Tuấn Vĩ phải xác minh theo cái địa phương đó nữa, gặp một số người nữa. Chứ còn một mình nói đôi khi nó cũng chưa chắc, nên là phải gặp 2-3 người ở đó. Nên khi mà quý vị ghi nhận được thì quý vị gửi qua Zalo với số điện thoại là 0976434897 của Tuấn Vĩ. Tuấn Vĩ sẽ nhận được cái video đó thì Tuấn Vĩ sẽ hồi âm lại và giúp đỡ cho quý vị nha quý vị nha. Một lần nữa Tuấn Vĩ xin chân thành cảm ơn các cô chú anh chị chúng ta quan tâm và theo dõi, cũng như là cảm ơn tới các nhà hảo tâm đã giúp đỡ trong cái quỹ từ thiện để ủng hộ cho bà con trong mùa dịch. Cuối video, mong quý vị đừng quên nhấn vào nút đăng ký để đăng ký ủng hộ kênh cho Tuấn Vĩ. Xin chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong video sau. Xin chào tạm biệt.